Lúc trước nói là anh của Úc nghe nói là có trúng được hai tờ đặc biệt. Dạ. Cái thời đó là tờ với số 2.000 hay là 5.000 ta? Đó, 5.000. 5.000. Dạ. Mà hai tờ đó là cô Úc giao cái tờ với số đó cho anh hay gì? Cho em. Làm mà sao anh làm mất? Tại vì có móc ra móc vô á, gớt á mày á. Móc ra móc vô rồi làm gớt thì nào không hay. Dạ. Trời Kiếm qua kiếm qua không có. Trở lại ngược rồi, cái mình ngồi đó là mình nhậu cái bạn bè uống nước á, nó móc ra móc vô vậy nè, móc điện thoại á, gớt. Gớt hai Mình tờ không số mất hay tiêu. lại. Mình kiếm qua không có thì bỏ luôn, Gớt sao hai vậy? tờ giấy số mất tiêu luôn. Dạ. Thì cuối cùng là Mất luôn. không có được lắm, Dạ. nghèo tới giờ luôn. Nghèo luôn. Nghe nào, phải phải bụng sơ gan không hay là Dạ hay là có bầu, không có bầu vậy đó, có lén lút gì dài không nghe, không thầy hai ngoài thiệt vậy là nha, hai không có đâu, thiệt cái nha. bụng như dùng vậy đi, Bụng bụng này khác nha, bụng bụng này bụng mỡ mỡ chị cũng mỡ không dám đâu, bụng nè, có vấn đề đó. gì thiệt á. Hôm nay anh em con đến đây để giúp cô mở cái cánh cửa này nè, cô có Dạ muốn không? dạ Cô muốn cái cánh cửa này được mở ra không? Hả? Sao nó lại bị đóng hoài vậy, làm sao? Biết sao? Tại vì cái không phải nó biết cho nó Cô là mắc hay là lạc gì hay là... lạc kia Mà cô nói con nghe là trong đó có gì đặc biệt không mà cô phá quá trời vậy? có gạo không à? Có đồ ăn Sợ không? anh ta vô lấy hả? Dạ vô lấy không? Có Đâu? vàng có gì không? Không không có vàng gì chứ rồi. Con còn nghe nói là ngày xưa cô có hai tờ giấy số trúng nữa phải không? Ôi Nghe nói mua tờ giấy số trúng nhưng mà cuối cùng là mắc phải dạ. không? Và mà phải vậy không? Đúng rồi. Sao bị mắc? Tại vì tao mất túi À, bò túi hả chứ không phải anh Hợp là mắc hả? dạ Mà có phải vậy không? phải Tức là cơ hội mình không có được nhận số tiền đó đúng không? dạ Rồi ok, bây giờ giúp cô ha, giúp cô dạ để mà giải tỏa cái cửa này. đi đi giờ đi vô trong đi Giờ thứ nhất là cô đem đi cái qua chìa của kia cô mày ra thử coi, tất cả mọi cái chìa đó không, nếu mà cùng lắm không được thì mình bấm hay sao? Ủa rồi phá rồi kìa. Rõ luôn. Kính thưa quý cô chú anh chị và các bạn, mình đã đến đây chia sẻ cho mọi người cũng 2-3 lần rồi thì cánh cửa này không bao giờ được mở ra được, thì ngày hôm nay quyết định có số anh em nè. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều ha, đã đồng hành với mấy anh em mình đến đây để mà giúp cô mở cánh cửa này ra. Rồi mình sẽ quay cận cảnh mọi thứ ở bên trong cho khán giả biết là bên trong của Úc đang sống như thế nào. Mọi thứ chất đóng ở trong ghê lắm. Dạ. Mấy bạn mình có gặp ở trong đây lần nào chưa? Không tưởng tượng được. Mình vô cái là mình muốn chạy ra liền luôn. Mà sao không hiểu sao cô sống được. Thứ nhất là không có điện nè, không có quạt gió nè, không có không khí luôn, mà toàn là rác thải không, mà cô lại nằm trên đó cô ngủ được. Cũng giúp lắm. Rồi cô đi vệ sinh vòng vòng đây luôn nè, cho nên cái mùi rất là đặc trưng luôn, rất đặc biệt luôn. Anh Hợp, tại sao anh không quan tâm đến cái chỗ này nhiều để mà giúp cho mẹ Tại mình? vì đóng cửa này quá đóng hoài mình biết có nhân tiền cướp được không? Đây Anh nước quá rồi. phải tìm hiểu mẹ anh hàng ngày để giải thoát cho cô cái cảnh này chứ Mở tôi điện đâu. nóng nha, nó đóng hoài mở thì được quá luôn, có đóng hoài vậy. Chứ em không thấy mà. Bây giờ kéo cửa mạnh ra cho cô ra mới được. Ở cái bụng bà dướng lại Em khổ lắm. không không không. Bà dạy mình đừng đừng mình đây, muốn đây. Nó đừng mình đây. Đẩy lên trên nó mới được. Dạ, anh chơi. Nó sẽ cản cái cây. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi. Anh chụp cái chìa khóa cho cô đi. Đúng rồi. Gần 1 kg á. Không biết cái chìa gì mà xài dữ dằn luôn, trời ơi. Đây cô chú anh chị, mỗi lần chung ra chung vô như thế này rất là khó khăn luôn, mà trong khi đó cái bụng cô bị xơ gan nó rất là bự quá. Mình cùng một số anh em nữa đã mở cái ổ khóa này hầu như là cũng mấy lần rồi đó không được, bây giờ quyết định ra mày kìm đến nè, nếu cắt được cắt ổ khóa luôn đi chứ không có thời gian đâu mà đứng đó ấy hoài Cắt không được này, được rồi. đó. Bây giờ nếu cạy miếng dán được cạy luôn đi, rồi sau mình đóng lại cũng được, nó có chỗ để mình làm ấy, hiểu Chưa chưa. không? Rồi chưa. Rồi bạn làm đi. Phải một người ấy thò thò tay mới được. Banh cửa ra cho em này. Cô Úc, cô Úc ơi, cái cục chỏ, cục chỏ người ta dính vô cái đầu. Mấy anh em đang tìm cách để cắt cổ phá của chú. Ra không, ra không? Đứt không? Mất hả? Vậy là có dấu hiệu rồi. Tương lai. Rồi, đứng đứng này. Hay quá.
Trời ơi, ba phá chim mà dữ vậy mới. Đây thêm hai ba chè nữa nè, cô chú chị hai bổ nè. Ồ ồ. Chân cái tay cái chân gì nè. Mở ổ phá thôi mà gần 4.000 khán giả đứng với chú chị. Cũng kia thiệt. Lần đầu tiên con cũng thấy, mới thấy cảnh này luôn á. Cô sẽ lựa cái chìa nào mà xài được á cô. Yeah. Xài được á. Rồi cô để lại thôi. Nó phải bị lạc chìa cái nữa là dính lại y găng cũ nữa. Không có đâu. Không có. Bóp kìa, bóp kìa. Bóp vô. À, đúng rồi. Chừng chặt tay nha. Đúng rồi. Tay chừng em đã phản. Tay nha. Rồi, tốt rồi đó. Không biết tốt rồi đó. Ai, tốt rồi. Ừ, chịu bụng nữa. Ông rồi đó. Xuống rồi. Wow. Quá hay. Tôi thấy hai em trai này tôi thấy hai em trai này thương lắm. Trời ơi. Không. Đây. Đây là cái bếp nè. Dạ. Cái này được mở luôn. Treo tấm dán tấm gì cho tùm lum ta la. Chết rồi. Không tưởng tượng được. Không tưởng tượng được. Bằng khen rồi luôn à. Dạ. Khung hình thờ rồi nè. Dạ. Nó mau ở dưới là Phật. Là cô thờ đúng đó, là cô thờ ai? Ông thờ ông Phật. Đây nè cái hình này nè. Anh này hả? Anh có bà Mông Hải. Dạ anh đây là như là Đức Đức giáo chủ không? Dạ giáo chủ. Ở quần giáo chủ. Bấm màu đây. Cái cánh cửa của cô hôm nay đã được mở xong rồi nè. Yeah. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh lên cho mọi người xem về cái cuộc sống cũng như là những cái đồ vật ở trong nhà của cô Úc. Yeah. Sau bao nhiêu năm mà không có được cánh cửa này được mở ra. Cũng như là không có cái chẳng nữa. Ổ khóa đã được cắt ra nè. Đó. Ổ khóa kia, ổ khóa nãy rồi. Rồi, bây giờ mình tiến hành vào trong nè. Ổ khóa qua hôm qua rồi. Khủng khiếp luôn. Ồ, quá trời luôn. Mà không biết cái gì luôn. Rồi chỗ đâu đi đây? Đó, bớt đó. Ừ. Tại sao cô nói cho con nghe với mọi người nghe tại sao cô không muốn bỏ bớt những cái thứ mà không xài được hết cho ra ngoài bớt. Chỗ nào đâu mà xài được đâu, cái gì đâu mà xài được. Cái gì cũng xài được hết. Dạ. Wow, đối với cô thì cái gì cũng xài được hết. Dạ, bây giờ không có chỗ đợi đó, không có tủ. Rồi, nói phải có tủ, tôi đợi đàng hoàng chứ. Đối với cô thì cái gì cũng xài được hết. Dạ. Không muốn bỏ được luôn. Dạ. Cô chú anh chị em mình thấy đây nè. Không tưởng tượng được. Bây giờ mình muốn đi đâu cũng không được luôn. Anh bước vô trong ơi. Bước vào đây nè. Nhìn với. Cô có đi vệ sinh ở trong đây không cô? Dạ không. Sao mà nó hôi quá vậy? Không có đi sinh đó mà không có chạy ngoài ngoài á. Trời ơi, rồi chén. Dạ, chén gì á. Đồ ăn. Dạ. Không đó, tưởng tượng được, không tưởng tượng được mọi người ơi. Làm đó. Sao để giúp cô giải thoát, giải tỏa cái khu mà ổ chuột này. Trời mũi nó bay kìa. Ừ, đủ hư rồi, dồi không dạ. Cũng bỏ trong này luôn. Mới đây đó. Kiến dồi không à? Dạ, mới đây đó rồi, kiến gì bu gì. Rồi hình ông bà nè, treo lên cao rồi làm cái bàn thờ cho đàng hoàng, cái gì không xài cũng bỏ bớt đi. Ô dán nó bò trên chiếu niệm con người. Dạ. Không phải cái niệm đâu, những cái niệm. Ê, anh nào mở nhạc vậy? Rồi rồi, cô cho con ra hang cái đây, con không ra được. Rồi, anh ra đi. Cô vô trong đi cô. Dạ, à, vô trong lấy. Con sợ nó sập quá. Không sập đâu. Thôi thật, dạ vậy sập. Trên cao nè, trên nhà, nóc nhà nè. Dạ, nóc nhà vậy. Quá khủng khiếp luôn, trời ơi. Nhưng mà cô không cho dọn dẹp cái nơi này, chỉ mở cửa ra thôi. Dạ. Không ăn bỏ hết mấy cái này đi cô ơi. Cái này hả? Nào cái này tôi thờ nè, thấy không? Tôi thờ trong đó. Ừ. Trong ấy không không. Tại vì cô có cái ý tưởng mà chứa những cái thứ này là bao lâu rồi cô? Mấy chục năm nay rồi. Dạ, mấy chục năm nay đi chùa về rồi gặp ơi lụm luôn rồi. À, ta bỏ đó, khóc quá trời khóc rồi. Khóc quá chẳng khóc luôn. Cô Út có nói là làm sao mà để mọi người giúp cô
có một cái chỗ ở gọi là cái căn chòi của chú anh chị. Dạ. Cái căn chòi cho như nó vậy được chỗ này cho tôi được trông trọng trang chút xíu cũng được chứ. Sạch sẽ rồi dạ. Bóng mát. Quét quét chỗ này cho dạy sạch sẽ chứ quá trời khổ. Heo người ta đâu có dám nói gì. Bên đây cũng heo người ta. Nhưng mà chỗ này con thấy ở được mà tại sao con không dọn bớt ra đi? Dọn bớt ở đây. Tại vì cô để nhiều nhiều thứ quá, nó chặt chỗ rồi nó làm cho nữa, nó làm cho cái chỗ ở của cô nó không thoải mái. Dẹp hoài cái quỷ. Nên người ta sẽ sẵn lòng người ta dọn dẹp tiếp cô mà. Có rồi đâu con ơi, để đó đi. Bây giờ nè, muốn kẹp cái nem tay này xin cho cái mà còn cái ngày luôn. Sau này nữa cũng sao nữa. Không sao đâu, để cho mẹ cúng lại. Trời ơi, tao cúng lại được mà. Mày mà con nói gốc cái này nè, là như mình để em trọng á, lỡ mà cô để cái bếp ngay chỗ ấy luôn là từ được thấy không? Đó, lỡ đó có quả quạng này, giờ cô làm sao mà cái cửa... Không, cái chỗ này nấu cơm mà rồi tôi... Bạn thì nó sẽ phần cái trái. Không có trái đâu, không có trái. Cháy đâu. Bây giờ ngày hôm qua thì cô Út đồng ý cho dọn ra, bữa nay cô Út không cho dọn luôn. À, mở ra được, bây giờ cô Út không cho dọn. Đó, như vậy đó, thợ vậy thôi, đâu có gì đâu, chân sơ. Anh ở đâu mà giống quá trời cô Út? Anh của người chủ, chú mẹ, với má, chú bà nội mù mắt á. Anh cho gặp đâu lụm đó, về thờ, ta dục á. Ờ, đứng ngồi khóc á, cha má. Chết queo chơi rồi, trời ơi chị. Rồi từng lễ nay á, chú vô vậy bữa nay là mấy em nó lại nó trợ giúp á, cô Út có mừng không? Mừng, mừng lắm, cảm ơn nhiều, à. Cảm ơn cái mặt nhiều lắm. Được chị, tôi mừng ơn lắm. À. Lúc trước nói là anh, cô Út nghe nói là có trúng được hai tờ đặc biệt. Dạ. Cái thời đó là tờ với số 2.000 hay là 5.000 ta? Đó, 5.000. 5.000? Dạ. Mà hai tờ đó là cô Út giao cái tờ với số đó cho anh hay gì? Cho em. Làm mà sao anh làm á? Tại vì có gớt vô á, gớt á mày á. Móc ra móc vô rồi làm gớt thì nào không hay. Dạ. Dạ. Kiếm qua không có. Đảo lại ngược rồi, cái mình ngồi đó là mình nhồi cái bạn bè ngủ nước á, móc ra móc vô vậy nè, móc điện thoại á, gớt. Mình không hay lại. Mình kiếm qua không có thì bỏ luôn, hay sao vậy? Tại vì số mất tiêu luôn. Dạ. Thì cuối cùng là mất luôn. Không có được lắm. Dạ. Nghèo tới giờ luôn. Nghèo luôn. Bao lâu rồi? Nếu 20 năm. 20 năm. Dạ. Tại mắt nó mua bả trúng được, mấy kia nó trúng số mà tôi trời, tôi không biết sao nữa, tôi gớt đâu mình chứ. Nhớt mất gà gớt. Ừ. Vậy khi mà anh đến đây anh thấy cuộc sống của mẹ mình vậy đó. Dạ. Thì anh nghĩ như thế nào, cảm giác anh như thế nào? Anh muốn là đau lòng luôn, đau lòng. Đau lòng. Muốn làm gì cho mẹ mình không? Muốn cho mẹ mình có được hưởng cái nhà thì tôi cũng có nhà này. Thì mẹ con hai mẹ con sống với nhau. Chứ mình cảnh của tôi khổ, không có làm gì được. Thì nuôi heo ta thì không có lương. Người ta nuôi cơm mà. Bây giờ mình có cái nhà nhỏ rồi. Dạ. Anh sắp xếp làm sao mà anh dọn bớt cái nhà đó cho sạch sẽ lại. Bà không chịu làm sao với anh, bà không chịu làm sao giờ. Bây giờ em nói ví dụ anh có xin cộng đồng hay là xin khán giả hay là nhà nước chính quyền hỗ trợ cho cái căn nhà mới thì cô sống cũng y chang gì nữa, thì anh cũng ở nơi cô ở ngã thì cũng chắc đầy rác thải vậy thì sao được. Dạ. Quan trọng là chỗ ở mình nó gọn gàng sạch sẽ thì người ta cũng có thể là đồng cảm với mình để mà đến thăm. Dạ. Bây giờ em đứng đây nãy giờ mà thật sự em đã bịt khẩu trang mà còn lấy hai ngón tay nhặn như cái lỗ mũi nữa. Dạ. Để nói chuyện với anh chứ thật sự không cảm giác nào mà chịu nổi cái cảm giác này. Dạ. Quá trời hôi luôn, mà làm sao người ta đến đây người ta thăm. Dạ. Hoặc là người ta đến đây để mà cùng xem xét cái công việc của mình, hoàn cảnh của mình. Cái cô hỏi anh cái gì kìa. Dạ. Đi dẫn luôn rồi. Cho mẹ cái thùng. Thùng làm gì nữa? Đi thẳng lên, đi luôn. Thùng lận mà ngoài áo á, trả vô. À, cho gọn lại không cũng ha. Dạ. Đóng cho gọn lại. Không xài thì bỏ. Bây giờ nè, tính ra tôi làm hết trơn vụ này luôn, trong chồng cũng vụ cái tôi. Hôm nay tôi nói thẳng, thông báo cái bà luôn. Tôi là con trong nhà đình. Bây giờ chặt hết cái này, nữa ta lại đây. Có gì nữa tôi khích vô. Bưng ra hết. Không để đây được. Nhà cửa không có với mình để đây được. Ở nhà cửa vậy sao được, ai lại đây. Đó. Địa phương của mình nữa,
Cái món gì? Đồ đạc giờ bưng ra hết, tôi bưng nó đi ngày mai. Ngày mốt tôi xuống đây tiếp bà bữa nay. Cái vụ gì thì tôi tiếp hết trong luôn. Tiếp hết trong ngoài, không có chỗ đây nữa. Quá trời rồi, nhiều trời vô, chắc gì trời. Hết biết luôn rồi. Hồi đó giờ anh có vô chỗ mẹ anh ngủ chưa? Có luôn, có cái sao đã bắt bóng luôn, tôi dẹp cũng chết luôn. Giờ nó ăn vô đây rồi dẹp hết trơn luôn cái này luôn, hết nổi. Mà kêu nữa, kêu mấy người tôi kêu nào hết cho ngoài đường. Cho đường chỗ nào? Thì tôi tự tính. Bà còn cúng ở đâu? Em để ở đâu? Để bàn thờ lại cô, để bàn thờ lại cô rồi. Để bàn thờ lại cho bà, tự nhiên cô đợi ở lại cho bà. Tự nhiên. Sau này đúng không? Tôi cũng hỏi ai đâu hồi. Rồi chỉ cho mà hồi nữa là chết, cái thằng mà hồi cái ai hồi. Đó. Vô là con mà. Cô chú anh chị mình nghe con nói chuyện hầu không, tại vì anh học anh không có được bình thường. Cô chú anh chị có đôi lúc những cái tâm trạng á mình cũng hiểu nha, chứ không phải là anh cố tình anh nói gì để xúc phạm hay là hỗn hào gì, tại anh không được bình thường, chứ nên nếu mà được bình thường như người khác thì nó sẽ khác nữa. Cũng thông cảm với cô chú anh chị, nói chung là anh cũng nên nói chuyện với mẹ mình một cách đàng hoàng, tế nhị chút. Là con cái tại vì nói cho bà biết mình má mình khờ, nó nói cho bà biết cái câu nói xúc phạm là mình sẽ mang tội. Đây, mang tội mình chứ không phải gì, nhưng mà tại cái cách kiểu anh nói chuyện vậy đúng không, nói một cách nó cứ mãi cho bà sợ, bà la bà sợ, bà nói không bấm kịp tôi dẹp nói dẹp cho bà an toàn không. Cái ý muốn hù cô cho hù cho bà sợ vậy thôi, nhưng mà cô có sợ không? Vậy vậy sợ cái gì đó mà không sợ gì đâu, hù không trúng chỗ à. Tôi chú anh chị em thấy hai con thật sự rất là dễ thương. Trời ổ khóa nè, quấn cả chục vòng luôn. Rồi bây giờ anh soạn cái ổ khóa cho cô đi, lấy hai chìa, một chìa duy nhất, một còn nhiều dục luôn, dục bỏ hầm luôn. Quá trời, treo cái chùm chìa khóa cái nè. Chắc chìa một à. Chìa một kia. Cô làm gì tôi còn không đến thăm nữa luôn á. Cô làm gì cô cứ tự gói cho cô không à. Quá trời luôn nè. Lấy cái chìa nào thôi, gọi nhiều bỏ hết đi. Giờ này lấy cái ổ mới rồi ha. Rồi được rồi. Đúng rồi. Làm dấu đi, làm dấu đi. Gỡ ra luôn, gỡ ra luôn đi. Gỡ ra luôn, gỡ cái này mình đóng luôn. Rồi trời. Thôi giờ ăn bánh mì đi, sáng hình như là con có kêu anh Hợp mua cho cô đó. Dạ. Giờ chuẩn bị đi họp nữa ha. Dạ, đi họp đó. Nghe nào, phải bụng sơ gan không hay là dạ. Hay là có bầu? Không có bầu. Vậy đó. Có lén lút gì dài không? Không thầy, mua gì là. Hai thiệt. Không có đâu. Cái bụng như vườn vậy đi. Bụng này khác nha. Bụng này bụng mỡ. Mỡ chị cũng mỡ nè. Không dám đâu, có vấn đề đó. Thiệt á. Con nghe tình hình là cô đi dữ lắm luôn đó. Dạ. Không, khai đi. Con nào không? Con làm mai luôn cho. Ơi, không có con nào hết. Nó mò gì đó con nè. Tụi con kiếm kết nối yêu thương cho cô với dạ. Một cái ông nào đó ví dụ gì. Chịu không? Ca sĩ, ca sĩ Út gì? Út Mum. Út Mum. Ca sĩ Út Mum Trung Hoa. Anh Trung Hoa đi. Anh Trung Hoa hả? Dạ, Trung Hoa đi. Nhưng mà ở Trung Bò là kêu ca sĩ Trung Hoa. Dạ, ca sĩ Trung Bò đi. Trung Hoa hát cho khán giả nghe thích quá trời luôn. Dạo này có bài gì đặc biệt nữa không? Có. Bài gì đặc biệt nữa không? Có. Hát luôn. Dạ. Hôm nay là sẽ hát luôn. Chuẩn bị đàng hoàng mới được. Có gì? Bây giờ cô Út hát tặng. Dạ, tặng dạ. Cho khán giả ngoài thành phố. Khán giả luôn. Dạ, khán giả thành phố luôn. Bài hát gì? Điệp Lan. Điệp Lan nữa hả? Dạ. Thôi hôm qua hát Điệp Lan rồi, giờ hát bài khác đi. Dạ, họ đi. Rồi, bài họ nãy của cô mới họ đó. Dạ. Rồi. Anh về đồng quê đất mẹ thăm quê. Có ai thương nhớ nhớ bao giờ hỏi anh. Anh ở thành phố về mà thấy buồn lắm vui phải không anh? Ai mà thương nhớ lòng anh bao giờ hỏi anh? Vô giọng cổ của Hữu ơi.
nhớ thương ngày vui ngày nay chúng ta gặp nhau đây vui cho tất cả đau lòng nhớ anh em mà không hỏi được ở nhà chung vui mình ngày nay là anh em gặp lại thì bây giờ một gỡ một nơi anh em mình gặp nhau đây nắm tay cho thật tình thương mến thương nồi đồng nắm tay của Út rất là lạnh cô chú anh chị cô ngồi lên đó đi cô ngồi đó đi lấy đầu lót cô ơi cô bậy gì đó tay của Út rất là lạnh cô chú anh chị sao cô tay cô lạnh quá cô lấy gì cô lót đi khỏi khỏi lấy cái bao lót đi đó cái đó không được đâu ngồi cô ngồi lên nó dính áo không có dính đâu ngồi chầm áo luôn dạ cái bụng bự vậy ngồi được không ớt rồi hát cho mọi người nghe một câu nữa nè câu gì mình thích nhất á dạ nhớ thương đồng quê đất mà anh em về đây nội ngoại không ai mừng có em Út đây rồi không bao giờ em Út quên được hoàn cảnh của anh em mình hỏi hợp chung vui ngày nay nhờ đến đây mà hậu thượng em ai mà biết được bao giờ hỏi anh ơi, quá hay luôn Út ơi cái bài này chắc cô Út tự nghĩ ra hay sao ha dạ cô nghĩ tự tự ừ, mà tự nghĩ ra luôn tôi có ca chứ tôi có ca bài này ờ sao trong đó có tên con trong đó là sao có hậu có đàng hoàng chứ bộ có tên hội nó luôn ờ à, có chơi dập đang mà thôi hát ngon có chú cụi vlog luôn không có sợ cô á có chú cụi nữa rồi còn bản nào nữa không bản nào mà hay hay không còn... nói về tình yêu đi ngày mà... xưa con nghe nói là cô Út bộ nhiều lắm phải không đâu có bộ đâu hay cô đâu nghe vậy? Con nghe người ta đồn vậy đó thôi 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 vậy là không có hả không có gì hết đó bộ đâu bộ lúa bộ chỗ thiếu gì nhưng mà ngày xưa có hay hát không có đi học là hát thì sẽ cố học lớp mấy à, lớp 2 lớp 2 dạ lớp 2 nhỉ giờ biết chữ không biết biết chữ đâu mà biết chữ biết chứ bữa con hỏi cố những cái chữ cố không trả lời được biết sao không y y làm phải làm y không là có cái không ha tôi viết cái không ai làm đều đạt tôi biết tôi y để ghi cho cô đi không xài nhưng mà để ghi đó là tôi ờ đấy rồi cái ổ khóa là anh đã lựa ra một chìa để mà có một ổ còn lại bao nhiêu là bỏ hết rồi cô không được phá cái này lại nữa dạ yeah. Rồi cái tâm sự cho con nghe nè bây giờ sống ở trong cái căn chòi này á chuồng bò này á tổng cộng là được bao nhiêu năm rồi năm nay 30 năm rồi ăn uống sinh hoạt vẫn vậy luôn dạ rồi hàng ngày có nấu cơm sao có thể nấu cơm thì nước có đó thì do rồi đợi do đổ xuống đây rồi nấu dạ. Đây luôn dạ nấu giờ sáng giờ nấu cơm chưa dạ nấu rồi ăn rồi ăn rồi luôn dạ ăn rồi ăn với cái gì ăn với thịt với cá rồi cho con coi đồ ăn thử được không được con đang đói bụng á đó. Rồi ok vậy hả tôi nấu cơm cho anh ăn nha dạ à, đi thôi cho con coi đồ ăn thử coi này coi cách tôi ăn uống sao bước lên được và có cái ghế nữa chú anh chị cũng khiếp quá đây cái giờ đổ nè khó nè ủa cô đem cô lên trên rảnh cô cắt luôn á hả à. Cô bột cho con coi cá lại coi cho con coi kỹ lại coi cá này cá gì cá lóc cá lâu bao lâu rồi mới qua nè cô con ngon không cô con ngon lắm ăn không biết đây thôi đó vậy khỏi vậy là rồi cơm đâu dạ cơm thì ăn hết đây vậy là cô sáng ngày cô chưa nấu nè một lần cô ăn vậy là bao chưa nấu cơm một lần cô nấu là bao nhiêu cơm nấu lần giữ ăn một lần rưỡi ăn tối ngày hả dạ ăn ngày nay rồi ăn rồi sáng hết rồi giờ chưa chút nữa không chú nữa là về nấu cơm nữa ăn có nên rửa à giờ cô đi vô con đi vô cơm cô nấu đi cho anh em tôi ăn đi vậy ha dạ nó bụng rồi à, nó bụng rồi hợp ơi để sẵn đi hợp để chẳng phải mua đồ đi hợp mua đồ chị chẳng nhiều đó ăn được rồi cô mua đồ chị chẳng nhiều đó ăn được mua đồ chị chẳng
Bây giờ nấu 2 lon rưỡi, 3 lon đi. Thôi cô nấu lon mấy thôi. Con ăn chén à? Con ăn chén không ăn nhiều. Ăn lon rưỡi thôi được. Lon rưỡi à, lon rưỡi. Nạp ơi, có bao giờ mà anh ăn cơm chung với mẹ mình không? Em ăn mà chỗ đó em ăn cơm người ta luôn. Có khi nào ăn cơm chung với mẹ mình không? Không, em như nhà ta ăn cơm. Thì sao không ăn thôi, sao không ăn? Tại vì gần chung với thằng chủ á, ăn cơm chung với chủ luôn. Không lẽ mấy chục năm mà anh năm nay là bằng tuổi hậu đó, năm nay là 40 mấy tuổi rồi. Anh không thể nào ăn cơm với mẹ mình lần nào sao? Tại vì cơm chủ. Các bạn sống với chủ từ nhỏ giờ luôn? Dạ. Wow. Dạ, ăn cơm chủ, anh cơm. Cũng phải một lần ăn cơm của mẹ mình nấu thử chứ. Tại vì chủ không mà mẹ ở đây thì mình cũng không vui nữa, mà cái mà sống đây thì ở đây thì sống cũng được. Tại bà nó không cho nấu cơm, em ra ngoài đừng nấu cơm này, bà nó xin cơm ăn đi, nó rảnh người ta cho nữa, nhà đó, nhà rủ nhà nhớ phòng họ nữa. Mà. Thôi thôi, mày đừng nói, im bà, im. Bà có là cho chứ, không khuyên bà chứ. Im. Em đang ngủ gì vậy? Mình im à? Cho báo gì đó. Im à? Như bà. À, lon mấy thôi cô Út ơi. Dạ. Lon mấy như cô ăn bình thường thôi. Mà cảnh đẳng đẳng nói bà không có cơm, cái bữa hổm cái nhà rồi bứng hết cái nhà. Đang ngồi nó hư đó. Ấy tôi mà không kịp. Ở bên cao đã cắt gì không? Tuổi cắt gì sàn đóng bóng bóng la hoài. Mệt lắm. Chứ bà không cho bà nấu cơm thiệt. Chỉ anh không muốn mẹ mình nấu cơm ở trong đây phải không? Dạ không muốn. Đó rất nguy hiểm. Dạ nguy hiểm. Nói mẹ anh không nghe hay là anh không muốn chủ động làm cái mà bà đâu đâu không nghe. Nó bà bà không nghe. Ý cô muốn làm gì theo sở thích của mình không? Cái bản năng của mình đúng không? Bà thì kêu đừng nấu cơm nha, tại tôi nó không nấu cơm đó. Mày nói ăn. Mày nói tôi la bà nói mày ăn không? Khỏi, tôi con chanh kia ăn rồi. Là đã bao lâu rồi mà anh chưa ăn cơm với mẹ anh? Anh em ở cái là ở chảnh trên 2 năm. Thì hôm nay có dịp anh em tụi em xuống đây. Dạ. Bây giờ cô Út nấu anh ăn với lại mẹ mình một chén cơm được không? Được, mình thưa. Rồi.